Không nhiều không? Rồi sao không thương được, quay lại cây dạo. Cười cái cây. Đó rồi. Không, cười khóc luôn. Vui tức là vui quá đó. Thương lắm. Thương lắm. Rồi em thương nhiều lắm nhưng mà nói chung là thôi bây giờ em dỗ đi, dỗ đi. Đúng rồi, em một khoảng thời gian để cho em ngồi suy nghĩ rồi thì em chia sẻ lên để khán giả bà con biết thêm về, hiểu thêm về cái ý của em nha. Thì nói chung mấy anh em ở đây là muốn em với em vào sẽ hòa thuận lại. Vợ chồng mà ai cũng có xích mích hết á. Rồi em suy nghĩ làm sao? Em cũng rất muốn nhưng mà em sợ sau này lỡ mà có chuyện gì nữa thì nó không hay. Nhưng mà em muốn là em sẽ thay đổi. Em hứa với lòng nếu mà sau này có ở lại là em không bao giờ đụng tới một giọt rượu. Hay là tác động làm tác động bất cứ thứ gì, nhưng mà từ em chấp nhận là ví dụ mà ở hay không ở gì cũng là bạn. Không, bây giờ á là bây giờ là em có muốn hàn gắn lại hay không? Cái đó em còn phải suy nghĩ. Em cho em thời gian. Nhưng em suy nghĩ. Bây giờ em còn yêu không? Còn yêu giờ thương không? Là thương nhiều lắm. Nhiều lắm. Dạ đúng, thương là hơn. Từ 4 năm bây giờ là nhớ rồi đấy ha. Nhớ không? Em chưa hề muốn vợ em mà sai em một giờ giây nào hết. Rồi gì nãy giờ anh thấy xa rồi đó, kêu lại đi. Kêu vợ lại. Kêu vợ lại. Kêu vợ lại cho hai đứa. Kêu hai đứa ơi. Dạo ơi, dạo. Đó. Nói chung mà thiệt tụi anh rất là mong em với vợ hàn gắn lại, tại vì vợ chồng mà lúc nào cũng có một xíu chuyện gì đó cho nên xảy ra. Bây giờ mình cố gắng đi, đúng rồi. Nói chung là mình sửa mình để hai vợ chồng hàn gắn lại vì con ha. Nói chung là nãy giờ thời gian mà anh em để cho em ngồi thì cũng mấy tiếng đồng hồ rồi. Để em suy nghĩ và nói chung thưa quý cô chú anh chị, tất cả các anh em làm YouTube ở đây ai cũng đều một lần là khuyên em là ở lại với vợ em. Đó. Thì rồi em vào vô rồi nè. Ai sai thì sửa chứ có gì đâu. Em vào ngồi sát vô đi con, sát vô luôn đi. Ngồi sát vô chồng đi. Rồi, ngồi sát vô chồng. Sát vô đi. Ngồi xa nữa, ngồi đụng vô cây. Vợ chồng mà. Đụng vô cây. Đó, ngồi xích vô chút đi con. Ngồi xích vô đi, chồng con thay đổi nhiều lắm đã, con mừng không? Giờ ý con là sáng là con cũng hơi giằng lẫy phải không? Là con muốn về, con muốn ở lại với chồng của con. Đó. Nhưng mà do chồng con là khăng khăng là còn giữ cái tôi lớn quá. Thì nãy giờ mấy chú mấy anh ở đây khuyên chồng con rất là nhiều. Tại vì mấy chú mấy anh cũng muốn vợ chồng của con hàn gắn lại với nhau. Rồi bây giờ con cứ nói đi, con cứ nói đi. À, trong lòng mình sao? Có muốn như vậy không? Ở gắn đâu với bụng vậy trời. Vào chú gắn miếng cho con cái. Dạ. Cười rồi đó. Cười rồi đó. Vô. Ngon lành rồi đó. Vỗ tay đi anh em ơi. Vỗ tay. Ngon lành. Vô chồng giờ tay vợ cái coi cho tình cảm coi. Tay đi, nắm tay đi. Trời ơi, sao mà đàn ông mà mạnh mẽ lắm coi. Nắm vô. Ừ. Chứ ông kính nó mặc cỡ giờ máy nó không chịu rồi, giờ thằng chống mà chịu rồi đó. Rồi nói chung thôi hai vợ chồng cứ nói đi. Chứ ông kính là sao, chứ giờ con làm cái gì sai con cũng phải nói chứ ông kính rồi. Ông kính thôi, ông lớn quá con cũng không dám bảo lại. Đó, muốn chồng hứa sao nói đi. Đó thì em phải nói biết được chồng hứa chứ. Chiều lớn lên con nói chuyện lớn lên. Hai đứa con rồi em ơi, hai đứa con. Nói chung mới nhậu con không có cấm, uống với bạn bè một vài ly tự động tự khách về thì con không có nói, con cũng không có hèn điện nữa, muốn về giờ nào cũng được. Còn cái vấn đề là nghe lời mẹ con mới thích. Rồi bây giờ Vinh nè, nãy em hứa sao đó bây giờ em nói lên cho vợ em nghe đi. Nói lên Vinh. Không mẹ thì mình tất nhiên mình phải nghe lời rồi. Giữa vợ và mẹ phải cân bằng chứ con không muốn là vợ phải hơn mẹ mà mẹ cũng phải hơn vợ. Đây cái đó được. Vinh nói đi. Rồi mấy chú kêu con vô ổng ngồi như thế xác không hồn vậy. Thằng ngại mà. Rồi rồi để con từ từ. Không phải là em nghe lời ai hết. Nhiều lúc mà vợ em cũng về phàn nàn em cũng là thôi ráng đi. Miễn sao là vợ chồng mình thương nhau là được. Em ở với anh còn mà. Từ cái lúc mà mẹ em giữ con ở trên Sài Gòn em cũng chấp nhận bỏ mẹ em muốn đi là em chấp nhận theo vợ em chứ em chưa bao giờ mà bỏ vợ em cho nên là
nói với nhau về là nghe lời mẹ này em không có. Nói chung là bây giờ con không có muốn sống gần ngoại hoặc là mẹ anh Vinh nữa, tại vì sống gần hai người phụ nữ đó hai đứa con không có hạnh phúc. À, nói chung là hôm nay thì giàu cũng nói lên cái ý là thôi bây giờ gì nè, bây giờ mấy chú mấy anh nói với hai vợ chồng cưng. À, mình kêu hai vợ chồng thì cho nó gần hai chút xíu nữa thì hai đứa cũng làm quà rồi. Thì thôi bây giờ miễn sống đâu, hai đứa hạnh phúc được. Và ông bà mình, cha mẹ mình lớn tuổi rồi, mình phải có trách nhiệm cả hai bên. Kể cả anh Vinh cũng vậy, và kể cả em giàu cũng vậy nè. À, bà ngoại thì cũng đơn chiếc có ông bà không à. Thì hai vợ chồng sống ở đâu không biết, mà khi mà ông ngoại, bà ngoại đau yếu thì hai vợ chồng phải có trách nhiệm, phải về trển. Hoặc là giàu cũng vậy. Ha. À. Mẹ con ở đây lỡ có chuyện gì con sẵn sàng con lo cho mẹ con. Rồi, mẹ ok, thấy chưa Vinh, thấy chưa Vinh? Mấy anh em cho chồng có tay đứng lên vậy. Giờ ra muốn vô chọn Vinh hay sao? Không, bây giờ Vinh nghĩ sao? Em nghĩ sao? Vinh cho ý kiến này Vinh. Em chấp nhận tại vì từ đó giờ em mà không có thích ở gần dựa dẫm gia đình hay là ở gần gia đình. Em tự chỉ muốn lập, tự lập. Tại vì hoàn cảnh là hai chồng cổ mới cùng nhau nắm tay về đây để cho mẹ giữ hai đứa con đi làm. Có người giữ mới đi làm được. Đúng rồi. Mới có được xây được cái lo được đủ cuộc sống. Chứ nói là kia tự động khắc em về đây là không có. Cũng bàn tính hết. Và em chưa bao giờ bên ai, bỏ ai. Cả mẹ em cũng vậy. Mẹ em tật là em đều la, đều nói. Không, mình không có la mẹ được. Mẹ là mình không có la, mình nói thôi. Mấy anh nói cho tôi nghe nè. Ông bà, cha mẹ của mình dù có sai cỡ nào mình trách nhiệm làm con, làm cháu mình không có quyền đó. Tại nói lớn tiếng. Những gì mình thấy mình không đúng với ông bà cha mẹ mình thì mình thay đổi lại, thấy không? Mình vừa, còn cháu. Thấy em vừa nói sai là vợ binh liền, thấy không? Thấy không? Rất là thương. Em nhớ chồng em chịu không nổi luôn. Yêu chồng không? Còn thương chồng nhiều không? Trời, sao thương được, quay lại cây dạo. Cười cái coi. À, rồi. Cười khóc luôn, vui tức là vui quá đó. Thương lắm. Rồi giờ Vinh cháu ai, Vinh là thương vợ nhiều không? Em thương nhiều lắm nhưng mà... Nói chung là... Thôi bây giờ em dỗ đi, dỗ đi. Đúng rồi, dỗ đi. Em dỗ đi. Bây giờ đàn ông, mình phải mạnh mẽ lên, nghe là anh Hào Giang. Hả, sao? Tức là con biết là chồng con rất là thương con đúng không? Không. Hả? Không hả? Thương nhưng mà không bao giờ quay lại được nữa. Sao à? Tại vì nè, chú Giang nói con nghe cắt lời con nè. Chồng con rất là thương con. Hồi nãy là ngồi nói chuyện với mấy chú nè, nhưng mà do cái tôi lớn quá. Cái tôi lớn quá. Thấy không? Hồi nãy giờ mấy chú mấy anh ngồi nói chuyện á, nói thôi bây giờ vợ chồng mà chấp nhận về mình sống bên nhau nữa cũng vì con á, thì mọi người phải thay đổi cái bản thân của mình. Cho em ví dụ giờ kể cả giàu nè, những gì con không đúng thì phải tự thay đổi cái bản thân con đây. Dạ, và chồng con cũng vậy. À, đó. Cho em xin hứa. Rồi. Lớn lên. Giờ vợ chồng em có quay lại. Rồi. Là em không bao giờ nhắc về chuyện quá khứ. Nó qua rồi. Đó, cái đó tốt đó. Hứa. Rồi. Rồi. Những gì em hứa. Đây là tụi anh sẽ ghi lại hết rồi. Nếu mà còn cái chuyện mà kiểu mà chăm lo vợ là vẫn chăm là trách nhiệm của em. Rồi. Chăm lo vợ con trách nhiệm của em. Nhưng cái tình cảm chiều chuộng như lúc trước nữa thì em xin hạn chế lại. Không được. Không có chăm lo là hương, yêu vợ lẫn là hương. Nhưng mà chiều chỗ thí dụ mà vợ em thích cái món này rồi mua sắm bỏ là em xin hạn chế lại. Em xin hạn chế lại. Cái nào lãng phí thì hạn chế. Đúng rồi, em hạn chế lại. Vì vợ em cũng có cái tật đó. Em nói hẳn. Cũng như là mình cái khả năng mình có tiền mua vàng, không có tiền mua kim cương mà vợ đòi mua kim cương đó, phải không? Con theo cái đó, là từ khi đẻ đứa sau này là con biết tiết kiệm rồi. Đúng rồi. Con đi chợ nhiều khi mấy chú tin không anh ơi, bữa nay em đi chợ có 40,000 anh ăn tới mơi luôn á anh. Khoe luôn á, thấy không đó. Nhiều khi á nấu rồi ăn xong anh canh nó có mặn không để em biết em sửa không, ngon lắm em, ngon lắm. Anh cá đó có ngọt quá không? Không em, ngon, ăn được. Thì cũng vui vẻ bình thường thôi. Con nghĩ là cự lột vừa rồi cũng giống như lần nào thì vợ chồng cũng làm quà lại thôi. Rồi con đi rồi mẹ ổng với ổng cho con đi luôn vậy đó. Mà con đi thì mà con có trong chồng con kêu lại không? Con không, con ngủ đang đi ra đi vô. Rồi sao không Vinh lúc đó đi lại trời. 2 giờ mấy con đi qua bên bển á, con ngồi ngay trước cửa. Kiếm không ạ? Trời ơi, thấy không? Trời Vinh ơi, em thấy không? Em nghe vợ nói không? Đứt ruột chưa? Nghe đứt ruột chưa? Vợ rất là thương luôn. Chị này là người dẫn con
đi qua bển ngồi nè. Đó. Chị đó đó. Thôi giờ ai cũng có cái sai hết trơn. Thôi anh Vinh nói gì lên Vinh ơi. Động gì đi. Vinh nè, bây giờ tụi anh rất là mừng mà khi cưng đã nói lên được là em sẽ sửa bản thân để mà em hằng gắn lại với vợ em thì điều đó tụi anh rất là quan hên. Bây giờ em muốn nói lên cái ý kiến của em đi. Thì những cái gì em nói, những gì em hứa đây là tụi anh đã ghi hình lên hết, up lên video cho cộng đồng bà con thấy là mừng cho hai vợ chồng cưng đã hàng gắn được nè. Rồi tối là tụi anh dẫn em đi, hai vợ chồng đi ăn lẩu. Ra khách sạn cho mướn hai đứa đi ra một phòng ra khách sạn luôn, chỗ ngủ chỗ này mình cho hai đứa một phòng VIP luôn. Đó. Năm sao. em rất thương vợ con. Nhưng mà nhiều lúc mà có cái chuyện mà thôi đã qua rồi em không muốn nhắc. Em bỏ chuyện, chuyện cũ đi. Chuyện nhắn lại năm mới rồi 2024 rồi. Nhắn lại với vợ em. Không có gì bằng gia đình hết. Đó. Không có gì bằng gia đình hết. Với lại mấy anh em muốn vỗ tay cho Vinh thân. Vỗ tay đi. Với lại em cũng khuyên với vợ em là không có gì bằng ông ngoại hết. Em thật sự không có bằng ông ngoại. Rồi nắm tay vợ cái đi ơi. Chưa. Con cũng biết cha mẹ cũng không sống với chồng con cả đời được. Ông bà ngoại cũng không sống với con cả đời được. Đúng rồi. Con suy nghĩ là chồng con với hai vợ với hai đứa con thôi. Con suy nghĩ như vậy, con mới cố gắng. Rồi con cũng cố gắng sửa đổi nhưng mà cái tính con còn hơi con nít. Con cố gắng từng ngày chứ bộ. Cái vụ dọn đồ đi là có thiệt là mỗi lần ảnh vậy như đôi dép đó thường bữa con để đây, cái mời anh để chỗ khác rồi đó là con tức. Hồi sống vậy sống nổi đâu tôi đi vậy. Dặn đó phải không? Không phải là mỗi lần dặn là nói đi riết lên thành thói quen, rồi đi thiệt luôn à. Bây giờ bỏ cái tánh nít đi làm tánh người lớn đi nha. Hai đứa con rồi. Nói chung là mà biết nhường nhịn lẫn nhau. Rồi con đứa nữa em vô đây em trai. Nói vợ nghe. Tặng vợ nghe. Tặng bông đi Vinh. Vinh. Mà trời bông ta mấy ba ơi. Rồi bước hồi chuỗi lưỡi vào bông ta luôn quá. Trời ơi, ta tặng bông hồng ông ơi. Để mà hai vợ chồng sống, sống lâu. Sống không? Đúng rồi. Niên gia lão. Tặng cho em bông hồng cầm mới được. Trời ơi. Họ biết gì không? Ngay người cho nhau. Không chưa, chồng con chút xíu sẽ sửa. Bông nhân họ là để vô miệng tặng cho bông hứa. Bông nhân họ để vô miệng chứ tặng có. Để bông trang thôi. Bông nhân họ. Rồi hứa hẹn gì mình hứa đi. Vinh. Sửa hết tất cả những gì đó mà ý tưởng của em. Quá hay. Vậy đó. Nhưng mà tay. Nhưng mà vợ em cũng là không phải là tình cảm, em không có muốn chia cách tình cảm gia đình hai bên gì hết. Em chỉ muốn là mình sống là vì con chứ không phải là vì ai. Không phải là vì ai cho nên là đừng bao giờ mà nghe về chồng mày nảy nọ hay là mày chồng mày để mày khổ rồi cái đầu là có chuyện nó không hay. Nó không hay, ai cũng vậy. Em đi làm tối ngày bươi chải ở ngoài, khi nào em được ở nhà không? Cho nên á là chuyện về nhà cửa là vợ em nó quán xiết là như vậy. Nhưng mà nhiều khi về làm này nọ hay là không có đồ ăn, đời nào mà em mà bực bội hay là gì đó. Nhưng mà gì cũng về một phía nào đó mà vợ em cứ là thở ra là đi. Hở ra rồi đi là em chỉ buồn như vậy thôi. Sống với nhau là vợ chồng rồi. Có cái gì thì phải tâm sự nói với nhau. Nhiều khi nhiều lúc em cũng vô nói em ơi, anh ghét nhất là em khóc. Anh không muốn làm em khóc. Dạ, thương vậy luôn á. Anh muốn em mỗi lần mà có chuyện với anh mà em xách đồ đi. Hay gì anh nóng thì em cứ bỏ đi. Rồi từ từ em nói đâu không hỏi tức mặt vợ em có không? Em phiên nhiều lắm. Không, Vinh nói đúng em mà. Em nhiều lắm. Không, Vinh nói chuyện là mỗi lần ông nóng lên cái ông nhảy muốn lên lóc nhà luôn. Ồ. Vậy là tính ra Vinh võ công cao lắm á. Tính em nói rồi là bỏ, tính của em nói rồi là bỏ. Mà em nói đúng. Em nói đúng nhiều lúc mà về mà nó nói em anh giống ba em quá chứ không phải là chồng em. Mà dạy em từ đi tới em thường nói ông ngoại tội nghiệp lắm đó em. Em mà đi làm thấy ông vợ ông ngoại về đâu. Em là người phiên vợ em, ông ngoại tội nghiệp lắm đó em. Chính em là người khởi xuống ra nên đây để nói với ông ngoại. Thôi bây giờ thì chứ không phải là em ác ý nói với nghe hết, nói nhau nghe để mà hiểu nhau hơn rồi để yêu nhau hơn ha. Thì những gì nói để mà bỏ ra hết chứ không phải là mình nói để giữ lại trong lòng là những gì bức xúc đó. Em nói rồi hôm nay rồi là em bỏ. Em không giờ nói nữa. Rồi. Không giờ em nhắc nữa. Đúng. Rồi hứa luôn đi, hứa luôn đi. Rồi bây giờ em nói rồi ngày hôm nay. Bây giờ vào với Vinh hai người hứa với nhau đi. Bây giờ Vinh hứa trước. Vinh hứa rồi, bây giờ tới vào. Vào hứa nói gì đi con. Con hứa gì với con?
Đây, rồi rồi bây giờ em nói là nói đi. Vợ dạ, Vinh dạ, dạ, hôm nay chưa hồi nãy hứa với cộng đồng thôi, chưa hứa với vợ. Bây giờ nè Vinh nói nè, hứa đi. Bây giờ xong ngày hôm nay rồi mọi chuyện đã im xuôi rồi nè. Rồi. Cho dù ra sao cũng vậy, em vẫn hứa không bao giờ em nhắc lại chuyện cũ nữa. Không bao giờ em nhắc, nếu mà em nhắc chuyện cũ em sẽ chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm. Rồi. Không. Okay. Còn mà giờ em cũng phải nói là không bao giờ mà có cái vụ mà tật mà đông đổng rồi la làng lại sớm nói chồng quýnh. Chồng ấy ăn hiếp. Có quýnh thiệt mà, có quýnh mới nói. Thôi thôi không nhắc nữa. Rồi bây giờ bỏ đi. Bỏ đi. Rồi Giao. Con nói gì đi con? Nghe lại. Không có hứa là quan tâm con. Vinh. Đã nói em quan tâm. Nhưng mà em quan tâm nhưng mà em không có chiều chuộng như lúc trước. Là em không có chiều chuộng trước. Là muốn cái gì là được cái đó. Lúc trước là như cái điện thoại em vừa đi mua 2 triệu mấy vậy không, cái qua ngày sau thích người khác là em cũng phải đi mua. Trời ơi gì. Thôi nhưng mà mình xài kiểu đó phí. Đúng rồi, mình phí. Điện thoại bị bể, ổng mới mua. Chứ chú nghĩ rồi điện thoại mà xài đang bình thường, cái ổng mua con, cái ổng quýnh con lên tới kia luôn. Không, Vinh nó cũng đúng. Vinh nói chung nó cũng đúng. Hai đứa nè, hồi nãy giờ thật sự Vinh chia sẻ cũng chú thấu đáo lắm. Thì mấy chú cũng hiểu, nói chung là chồng con là tánh cũng hiền, cũng chất phát. Điều đó chứ mấy chú là nhìn nhận. Thì bây giờ hai đứa đã chấp nhận hàng gắn lại sống với nhau rồi, cưng là chồng phải nói lời gì với vợ, rồi vợ cưng phải nói gì lại với cưng, ha, thấy không? Nhưng mà trước mắt á là con muốn chồng con á là thời gian qua nói về ổng ngoại con nặng lời cái cãi rồi, con chỉ muốn gửi lời xin lỗi thôi, rồi con cũng phải xin lỗi với mẹ con. Đúng. Rồi con mới hứa với chồng con. Rồi đó, đây, con mẹ nói vậy rồi đó. Ở đây là con nói là con chỉ xin lỗi ông ngoại. Ông ngoại ơi, ông ngoại tha thứ cho con. Thôi mà nói bà ngoại. Thôi, nói luôn đi. Ông bà mà. Ông bà mà. Sao quá đó. Vậy là còn giữ cái tôi lớn. Ông ngoại giữ, ông ngoại mà giữ mà. Nghe lời mấy em không đi. Có mà mở lời được. Em thiệt em sẽ bỏ. Em nói tại rồi. Ông hai không giờ bỏ. Bà ngoại có chửi. Bỏ cái từ đó. Bỏ từ đây rồi em tới là không bao giờ mà nhắc tới bà ngoại chửi hay là gì đó. Còn nói xin lỗi ông ngoại là không, em không có làm được, em xin lỗi. Thật sự. Dạ. Đúng rồi. Mình thôi nhắc thay mặt bà ngoại bỏ qua đó. Rồi xong. Tiếp đi. Nhưng mà tại đây tới là em không nhắc về những chuyện cũ của bà ngoại. Vậy là hôm nay mấy anh em mình đưa dâu từ Vĩnh Long xuống rồi cho Vinh nghe bà con. Ừ. Bến Tre. Ở Bến Tre chứ. Ngoại nó để anh tăng lên cảnh xử sao. Nói chung là Vinh nó có nói chuyện rồi. Vinh có sao. Ý kiến gì không. Nói là cảnh kẻ rồi. Không ở đây là bây giờ ở đây luôn phải không. Để đưa dâu về rồi à. Ở luôn chứ, hai chồng đã hàng gắn lại rồi không có về à. Ừ, bữa nay là đồng phòng luôn á. Trời ơi, tối nay phải đồng phòng. Tối nay mấy chúc mấy anh dẫn đi ăn nữa mà. Rồi, dắt đi ăn, gia đình đi ăn nè, gia đình đi ăn cho vui vẻ nè. Con thì ở đây, hai vợ chồng có đi đâu đâu mà con nữa, thì con về. Tối nay là tụi anh dẫn đi ăn rồi, sáng rồi bà con nó về tới. Ở đây luôn, ở đây chúc mừng cho hai vợ chồng luôn. Chúc mừng, hiểu không? Chúc mừng cho con. Bây giờ Vinh sẽ không mày giờ tha thứ cho nó phải không? Có không, bây giờ có chú nè, đó. Tha thứ rồi, này mà mày còn thương vợ mày không? Dạ con. Con hả? Chú gọi hai đứa mày hung cái đi rồi. Đó. Đó. Hay quá. Cái đó là chú Bảy. Dượng Năm đó. Dượng Năm. Cái đây. Trời ơi, sao? Ngọt không? Ngọt không? Đó, thấy không? Không, cái là ngại. Cái đó là ngại. Chuyện gì mà nó đối với con không như mà cái lời nó hứa. Ở đây tôi lên mạng. Đúng rồi, cái đó là hết chả hết cho không có nói được. Đúng rồi, cái đó 100% luôn. Bây giờ như nè, chú nói con nghe nè, bây giờ thì nó đã sự việc thì nó đã ổn 99% rồi, đợi đón con của con về thôi. Bây giờ hai chồng hầu về tắm rửa thay đồ đạt cho đẹp đi, đi ăn với mấy chú. Ha, chúc cho gia đình đoàn tụ. Rồi, sao Vinh? Mà con cũng có vậy như những lúc quả là con không có đúng rồi, hai chồng nó vui vẻ. Vậy đó, thấy không? Nó là không có chửi thề nữa. Đó, vậy đó. Mà YouTube sẽ xung quay tiếp. Chào lao. Nói
Ông ngại 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 đàn ông mà ngại lắm. Sao là ba vợ cũng đó giờ chồng con chưa gặp nha con. Rồi đi ra gặp ba. Đi đi hai đứa đi. Đây đi đi gặp ba đi. Rồi bây giờ ông giờ vợ thấy ghế ghế là mấy năm mày không gặp cha vợ. Đó bây giờ em đâu có ý quyết nào ghế của em đâu. Thằng đâu có. Giờ lần đầu gặp mẹ, lần đầu gặp bữa nay thấy sao chứ đó y mong. Bà điện lên lên nè. Thấy con gái mình lên Zalo. Em mới kêu chị Út chỉ kết bạn với mấy mạnh thường quân rồi á, làm gì cho gái yêu làm cho con của em gặp lại em. Biết rồi nhưng mà bữa nay nhìn mặt ghế nha, thấy ghế sao? Mấy chú hỏi cha thấy. Ừ, nó nói về ghế á. Vậy thấy ghế hiền không anh? Cha không? Không, cái bản tính của thằng ghế thì em không có gành. Dạ. Đó. Trước mắt là em nói thẳng thắn luôn. Nhưng mà tôi bây giờ là hai đứa thận với nhau rồi đó nghe anh, hai đứa vui vẻ. Ba vợ lên tiếng nè. Nói đi. Ra vợ chồng nó ăn ở với nhau sao không biết, còn ý ông và vợ thì không có ý kiến gì hết. À, thấy không? Đó, tự nó quyết định. Đó. Sống với nhau đâu phải ngày bữa đâu. Đúng rồi. Đúng rồi, sống là phải trăm năm văn lâm đồ bạc đó. Mình coi tướng tá chân ghế. Bây giờ chân ghế có muốn nói gì với ba vợ không? Con cũng xin lỗi ba, đó giờ con cũng chưa biết mặt cha. Đang nắm tay. Con cũng chưa. Con đó giờ cũng chưa biết mặt cha. Tại vì con sống với bà ngoại với ông ngoại không à. Con biết lần đầu con cũng xin lỗi, con cũng làm gia đình cũng không được vui. Con hứa cha sau này con sẽ thay đổi là không có vui mà hay buồn giận gì vui mà vui móc chuyện quá khứ nữa. Con sẽ cố gắng làm ăn để lo cho con. Cha cũng đừng có giận con, đó giờ con cũng không có biết mặt. Nhưng cha cũng chưa biết tánh con, sau này cha hiểu con và thương con thôi. Thật sự như mà ông ngoại con là rất thương con. Con nói thiệt. Ông ngoại đẹp là rất thương con, nhưng mà ông ngoại không dám nói thôi. Rồi, những gì không gài thì ba vợ nghe thì ba vợ cũng buồn cũng lo đó. Thì sẵn trước ông kính của mấy anh em và đăng tải lên cộng đồng thì nói gì điều gì để cho ba vợ là yên tâm khi mà giao con gái cho cưng luôn nè. Con hứa từ đây tới là con không có nhắc tới cái chuyện mà đã qua rồi, không nhắc, chỉ nghĩ về sống tương lai lo cho con thôi. Con chỉ mong vợ con chững chạc hơn, qua sự việc này nó chững chạc hơn, không còn nông bột như lúc trước nữa. Người đi nghe người này nói rồi người kia nói rồi về thì trong nhà nó được hay. Con chỉ mong vợ con thay đổi vậy, nhưng mà con hứa với cha là con thay đổi sẵn từ đây đến sáng, mà có chuyện gì nữa là con không bao giờ mà, nói chung là em cũng không biết nói nếu như là con không có làm điều gì để cho ba buồn nữa hết ha, để dạ. Cho ba lo hết trơn ha, dạ. Tại vì á là cha mẹ vợ thì ở xa, chỉ có hai vợ chồng cưng ở đây thôi, từ đây qua Vĩnh Long thì cũng rất là xa. Thì những gì á là cha cưng thì cái tánh cũng ít nói. Dạ. Nói chung là 6-7 năm rồi là ông và vợ mới biết mặt chàng ghế. Thì hôm qua, hôm nay thì cũng như một cái sự việc này nó xảy ra như thế này. Thì cũng là vô tình là mấy anh em chở em giàu về đây. À, nghĩ là đón con thôi, nhưng mà thực sự cha tới thì cũng rất là thương, thấy chồng của em cũng bản chất cũng hiền lành. Đó, nhưng mà hai đứa còn thương nhau dữ lắm. Đó, dặn thì nói vậy nhưng mà còn thương nhau. Cho nên là anh em cũng hàn gắn lại cho hai vợ chồng. Và hai đứa là sửa đổi hết là điều đó rất quý rồi. Anh em vỗ tay anh em ơi. Chiều nay mới có cha vợ hỏi luôn nha. Bây giờ hỏi thử cha vợ, bây giờ hai chồng con về ở chung với cha mẹ được không? Ừ, hợp lý. Được. Có chê không? Trời ơi, chê gì nữa, dắt đóng tiền rồi chê gì nữa. Ừ. Vậy ngon lành nữa. Được vậy thì tốt. Bây giờ vậy nè, sẵn mai mốt á, xong rồi vợ chồng vui vẻ rồi chở vợ đi về quê Vĩnh Long cho biết nhà cha vợ luôn, rồi ở chơi với vài ngày ha. Cho hai đứa con đi chơi luôn. Đúng rồi. Ở ngày thôi, ở vài ngày không được đâu. Chỗ đâu có cho ngủ. Không, ngủ bà con hàng xóm nhiều lắm. Đây ngủ nhà mấy chị này, áo đỏ, chị áo đỏ nè. Đó. Mà Út á. Mà Út hả? Nói chung là bây giờ cũng vui vẻ rồi đó. Nói chung là mừng quá.
cha mẹ nào thì cũng thương con đúng không? Hôm nay là thấy hai đứa nó hòa thuận thì mà cha thì chắc cũng không có buồn thì nữa rồi. Anh mừng dữ không anh? Do ý của con. Không, nhưng mà bây giờ do ý của con đã quyết định rồi, hai đứa quyết định ở lại với nhau rồi. Nó muốn ở lại thì nó hòa thuận lại thì hai vợ chồng ở. Cố gắng lo làm ăn ha. Đừng có chuyện xưa mà kể lại rồi. Rồi, ok. Chồng đó không được tốt. Dạ. Đừng có nghe lời ai nói, chính tay mình thấy. Rồi. Thì hôm nay là tính trước cháu về nhưng mà mấy em đi dâu luôn rồi đó. Tụi mình đã nói chuyện với vợ mình, nói nhỏ nhẹ thôi. Nói rồi bây giờ bà đi cái đó không được. Tôi không đồng ý. Đó. Mọi người sửa ít. Giàu cũng vậy, con phải sửa bản thân của mình nha. Những gì chồng con nói là con hứa rồi, nó nghe con. Đó, hai vợ chồng nghe mới điện qua chứ. Đúng. Chứ không phải người này nói cái người kia chống cự. Đúng rồi. Chống cự rồi người kia nóng lên cái mày ôm sùm hết trơn bắt giả. Đúng rồi. Một người cương là phải một người nhu. Đúng rồi. Một người nhu phải người cương. Thôi thì bây giờ gì nè. Thì anh em dò xó. Chút xíu nữa là anh em là dắt đại gia đình mình đi ăn ha, ăn bữa cơm gia đình vui vẻ hai vợ chồng, về nhà tắm rửa thay đồ đạc. Con Út với cha về chẳng bao lâu ra thì chú không biết, chú đợi hết trơn à, con về nhà chừng nào về ông chú đợi. Mời Út với cha với Dượng Năm con đi hết, đi hết rồi, tất chiều cả nay không có được về dưới nữa. Đưa về hết tại vì bây giờ là chú đâu có đón con về nữa, con đã ở lại với chồng rồi. Thấy không? Thì đưa, bữa nay đưa dâu mà. Có bỏ con không? Đâu có bỏ. Ở đây bỏ gì nữa? Ở đây mà. Thì con là đưa dâu con về đây rồi. Đưa dâu con gì nữa? Bỏ gì nữa? Nhiệm vụ của mấy chú là đưa dâu con từ Sài Gòn về Trà Vinh này. Ủa? Bến Tre. Cái gì? À vui ha. Vui ha. Rồi anh em có ý kiến gì không? Anh em ý kiến gì không? Không, chút xíu vui à. Giống kiểu ép buộc. Bây giờ không, tại vì chồng con tách vậy con không hiểu sao. Bây giờ nè, hai đứa về nhà thì tắm rửa đi. Rồi mấy chú ở đây đợi, không có gấp chừng nào tụi con ra là ra. Mấy chú ở đây chừng nào phân bá chứ mấy chú mới về. Đó. Về. Nói chung là mừng. Mừng lắm biết không chú anh chị. Chứ con cứ tự nhiên sống đây, tối nay Dượng Năm uống lít rượu, Dượng Năm ở bên đây cũ rồi, coi chừng con. Đó, không, sao coi chừng được. Coi chừng không phải. Dạ, được. Tối nay là hai đứa phải động phòng rồi đó, tại vì bữa nay đưa dâu ngày tốt nè. Này nữa hả? Rồi bây giờ cũng cho tranh thủ đi chứ bây giờ bên đàn gái vậy nó bụng mít trơn rồi kìa. Rồi vậy anh em không cho chồng pháo tay chân anh em. Pháo tay đi. Rồi vậy. Chú ghế em gu không nói chứ nè. Chú ghế không, chú ghế tắm vậy chứ im gu rồi. Chịu rồi. Thôi nha, bây giờ hai đứa về nghe lời anh đi về Vinh nè, đi về tắm rửa đi Vinh. Rồi hai chồng đi luôn. Hai chồng quên nữa. Hai chồng đi, hai đứa nắm tay nhau đi, đứng lên. Dạ. Thời gian có ai cho con lấy đồ không? Thôi vậy đi đồ của cô, của thím về mượn đỡ bộ đồ đi. Chứ sao giờ? Thôi anh Hậu Giang chở hai đứa ra chợ mua đứa bộ đồ. Rồi tối đi ra ăn rồi đi mua đồ luôn. Có Hậu Giang đâu mà đó. Không có đồ đâu. Không, Hậu Giang dạ chở đi mua. Đi mua cho con bộ đồ luôn. Dạ. Dạ chở mua. Sao mặc em gu hả? Đóng cưới đồ cưới hả anh? Không, mua đồ thường. Đồ thông em tổ chức đám cưới luôn đi. Ừ. Tổ chức mua bữa tiệc chụp hình cưới luôn. Rồi hai đứa đứng lên nắm tay lên cái. Trời ơi, cho bà con đều thấy mừng. Đó bây giờ là ở đây là Bến Tre nha. Nếu mà có cái studio ở Bến Tre nào mà tài trợ chụp hình cưới thì cứ comment vô đây nha. Rồi. Rồi chào giả đi. Đứng lên. Rồi nói chung gia đình mình vui nha. Anh em ơi, ai được vui đó. Rất là nhiều anh em. Nhưng mà em thấy chồng em giống như kiểu ép buộc á. Không, tại ông bị sợ. Em nói coi Dính. Không phải là em không vui nhưng mà hơi bất ngờ. Chuyện cái chuyện nó lên nó vậy rồi em cũng có cái sự tự ái hay là buồn, đâu phải mà ai cũng muốn lên được như vậy đâu. Bây giờ từ cái vô vợ lấy niềm tin đau lắm, nó đau nhưng mà từ lên cái vô vợ lấy niềm tin hai chồng ôm nhau ơi. Với lại Vinh là không có nghĩ trước tình huống này, không có ngờ trước, không mà không có dám làm nè, thiệt chứ. Không vợ miếng đây, không vợ miếng đây nè, 2, 3 không miếng đây đó. Rồi vậy được rồi. Sáng có gội đầu chưa? Nói chung là cũng còn hơi ngại thôi chứ. Có nụ cười gặp gỡ trên môi vậy nghe. Không tin cái đầu. Rồi, ta kêu bây giờ không có mặt đây rồi mấy đứa muốn hôn sao nó không? Đừng rồi, hai đứa muốn hôn sao cũng được, không kiểu gì cũng được. Ta ngại anh ơi, kỳ quá. Tối đi.